Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình tiếp tục live live stream về những câu chuyện mà ở trên cộng đồng mạng, những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước tụi nó tìm đủ những cái thủ đoạn nó xuyên tạc Việt Nam. Thật ra trong chuyến đi về Việt Nam lần này mình cũng rất là bận rộn, phải lo rất nhiều công việc ở quê nhà. Chuyến đi lần này mình cũng định là không có live stream, nhưng mà tập trung vào công việc để lo những cái công trình mà mình đang làm để chuẩn bị cho một năm mới. Mình sẽ bắt tay vào những công việc mới. Nhưng khi tham gia, khi xem tin tức và lướt Facebook cũng như truyền thông của những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó dùng mọi thủ đoạn để chống phá Việt Nam mình, khiến cho là mình không thể ngồi yên. Mình cảm thấy rất là bức xúc. Cái tình yêu quê hương đất nước nó dâng trào trong mình lên. Nó cảm thấy lòng căm hờn những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Mấy cái đám ngụy nô, gia nô ba họ, chúng nó sử dụng mọi những cái thủ đoạn để chống phá Việt Nam quê hương của mình. Thì anh chị các bạn thấy vừa rồi mình chia sẻ về vấn đề tập đoàn VinFast, người ta có những cái chiều hướng vươn lên tầm vóc quốc tế. Thì một số mình vào xem những cái comment, những cái phản hồi của một số những thành phần mà nó bất mãn chế độ, cũng như nó không thích Việt Nam vươn lên, người dân Việt Nam tạo ra những cái hương hiệu để cạnh tranh với cộng đồng quốc tế. Thì nó nói là tại sao mình không mua VinFast. Các bạn biết mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá tụi nó rất là ngu, nó ngu một cách đần độn dã man, mà nó lại lúc nào nó nghĩ là nó là một vùng trời của thiên hà. Chào chào Nghĩa, chào anh chị các bạn trong diễn đàn, chào Hiền. Các bạn thấy đó, nó cái sự khốn nạn của tụi nó rất là dã man. Các bạn thấy trong cái tập đoàn vừa xe điện của VinFast, nhiều người nước ngoài họ họ quảng cáo cho tập đoàn VinFast mà họ có đi xe VinFast đâu. Các bạn thấy đó, tại vì vấn đề xe điện đó nó là một cái vấn đề gọi là môi trường xanh, môi trường sạch, để tạo cho những cái đô thị, những cái thành phố nó bớt đi những cái ô nhiễm môi trường. Mình ủng hộ cái tinh thần dân tộc. Những cái người mà kinh doanh như tập đoàn Phạm Nhật Vượng, họ có những tầm nhìn chiến lược và đưa cái thương hiệu Việt Nam, thì mình chúc mừng, mình cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam, chứ không phải là phải bắt buộc là phải phải là mua mua xe VinFast thì mới gọi là ủng hộ VinFast. Các bạn thấy xe điện nó dùng vào trong cái vấn đề gọi là những cái tuyến đường mà trong thành phố nội nội thành, những cái người mà người ta có những cái nhu cầu đi lại rất là nhiều trong nội thành đó, nó rất là tiện ích. Nó giúp những cái người dân lao động phổ thông họ sử dụng xe điện nó hữu hiệu hơn. Như tôi thì tôi đi công trường, tôi đi lo công việc từ đây thành phố này qua thành phố nọ, thì làm sao tôi đi xe điện được, mà nó bắt tôi phải đi xe điện mới gọi là ủng hộ VinFast xe điện. Những cái giám đốc, ngay cả những cái người mà họ nhận định về xe điện ở bên Mỹ cũng vậy, anh chị các bạn thấy họ đâu có phải là họ đi xe điện đâu. Ngay cả cái thằng Tesla của Mỹ cũng vậy, những cái thằng xe điện của Nhật cũng vậy, những cái tập đoàn của Toyota hay là Đức cũng vậy, họ sản xuất xe điện mà họ đâu có phải là họ đi xe điện đâu, họ vẫn đi xe ga, hay là những nhiều khi họ đi xe của những cái công ty khác nữa. Tùy tùy vào cái môi trường sống và cái nhu cầu của mỗi cá nhân, chứ không phải là mình chia sẻ, mình nói về vấn đề VinFast đang vươn lên cái tầm vóc quốc tế. Các bạn thấy hiện nay cái VinFast qua bên Mỹ đưa cái thương hiệu Việt Nam vào thị trường Mỹ với 999 chiếc xe để đáp ứng cái nhu cầu cái thị trường mới mẻ của Mỹ. Đó là cái sự cạnh tranh trong cái thời gian đầu. Thì lúc nào cũng vậy, nó cũng có ưu điểm và khuyết điểm như mình đã chia sẻ. Nó chẳng có cái gì là sai cả, mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước thì nó lại cầm đèn chạy trước ô tô, thì nó lại đưa ra những cái lập luận
làm cho những cái người dân mà họ không có nắm vững được những cái thông tin đa chiều đó, thì họ nghĩ rằng ô chắc là VinFast kỳ này tiêu rồi, thế này thế nọ các bạn thấy. Nhưng mà thật sự người ta đang có những cái vốn đầu tư rất là lớn ở tại Mỹ. Đấy. Với cái hiện nay là VinFast có những cái tiêu chí và người ta được marketing bởi những cái người nước ngoài, chứ không phải là các bạn thấy ngay cả cái bà mà gọi là Super Blondie, cái bà mà chuyên mà giới thiệu về xe, mà xe hàng hiệu, xe nổi tiếng nhất của thế giới đó, cái bà thấy cái bà người da trắng đó, bà còn quảng cáo và đưa ra những cái thương hiệu xe VinFast, mà bà có chạy xe điện VinFast đâu. Ngay cả những cái người mà họ cổ vũ cho tập đoàn VinFast cũng vậy. Cái đó là vấn đề marketing, vấn đề người ta đưa ra trên cái thương trường về những cái ưu điểm của xe xe điện VinFast. Khi mà người dùng họ sẽ hưởng được những cái lợi ích, họ không phải đổ xăng, họ không phải chi phí về vấn đề bảo trì như là xe xe ga, xe xe máy dầu rồi. Họ chỉ nạp điện và khi hết cái hạn định 5-10 năm gì đó thì họ có thể đổi bình điện mới, họ tiếp tục họ xài. Nó giúp cho cái đời sống của những người mà dân lao động phổ thông, trong cái nhu cầu cuộc sống của họ trong thành phố nó hữu ích hơn. Nhưng mà đối với những cái thành phần mà nó bất mãn chế độ, nó bất mãn cái đất nước Việt Nam thì cái thứ gì nó cũng gọi là nó chê bai và nó xuyên tạc được hết. Và nó bắt mình, nó bảo tôi là phải mua xe VinFast, tại vì tôi nói về xe VinFast, ủng hộ xe VinFast, xe điện VinFast là phải 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 mua xe VinFast thì nó mới mới gọi là đúng. Cái đó là tào lao, những cái thành phần nó chống phá xuyên tạc đất nước một cách ngu xuẩn. Hello Vinh Trần, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Cho nên hôm nay Lợi Minh cũng mới đi công chuyện về làm đất cuốc đất rồi, cho nên thấy cái đề tài mà những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó bức xúc khi mà Lợi Minh chia sẻ về những cái ưu điểm của VinFast trên cái thương trường hiện nay. Các bạn thấy tập đoàn VinFast người ta đang chuẩn bị những cái hướng đi rất là táo bạo và những cái hướng đi của người ta rất là chắc chắn. Họ được cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, những cái ngay cả cái những cái người mà làm việc cho VinFast họ cũng là những chuyên gia kinh tế gia, họ là những cái kỹ sư bác tiến sĩ, họ rất là giỏi, họ có những cái đường hướng kinh tế hoạch định rất là rõ ràng, chứ không phải giống như cái đám chống cộng xuyên tạc đất nước toàn là cái đám ô hợp, cái lũ ngu mà lì. Các bạn thấy bởi vì nói chuyện với mấy cái chửi mấy cái đám chống cộng, tôi nói chửi hết năm này tháng nọ chửi cũng 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 chưa có hết nữa. Cái sự ngu ngu đần của tụi nó một cách dã man đần độn, nó nghĩ cái gì toàn là những cái thứ mà gọi là cặn bã tận cùng của con người. Cái đầu óc của tụi nó bị cái gì á, khi mà nó không thích Việt Nam thì bắt đầu nó xuyên tạc Việt Nam đủ cách đủ kiểu, mọi mọi cách, cái gì nó cũng bới, nó móc gọi là vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết đó. Nó rất là kinh khủng, thật là phải nói là khinh bỉ mấy cái hạng người, nó cũng là người Việt Nam chứ, nó không biết nói tiếng Việt mà nó cuồng cái phương Tây và cái chủ nghĩa tư bản, nó cuồng Mỹ, nó cuồng phương Tây một cách điên rồ, và lúc nào nó cũng tìm đủ mọi cách nó dìm hàng người Việt Nam. Các bạn thấy những tập đoàn VinFast nó đâu có ảnh hưởng, nó đâu có cái gì mà gọi là chính trị hóa trong đó đâu, nó chỉ là vấn đề dân sự trong cái mô hình kinh tế để người ta xây dựng cái thương hiệu Việt Nam trong tương lai thôi. Có mắc mới tới ông nội cha đó đâu mà nó ngồi đó nó khóc rồi nó bức xúc rồi nó xuyên tạc Việt Nam rất là điên rồ. Thôi thì mình la tới đây, xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.